don't know if you would make that hike or not. It's high. Sing Hao Vietnam! It is my privilege to be here tonight. Tôi rất lấy làm vinh dự được có mặt ở đây ngày hôm nay. I want to thank you all for your love. Xin cảm ơn tất cả các bạn vì tình yêu thương. I want to tell you something that's very special. Và tôi sẽ mang tới đây một điều rất đặc biệt. I have never come to a country of people who've been so excited for me to be there. Tôi chưa từng tới một nước nào mà mọi người đón tiếp tôi một cách nồng nhiệt như vậy. I love your passion. Tôi rất yêu cái niềm yêu thích và cái tình thương yêu của các bạn. I thank you for your love. Xin cảm ơn bạn với cái sự yêu thương đó. I want to thank the publishers for having me here. Xin cảm ơn nhà xuất bản đã giúp đỡ để tôi tới được đây. And I also want to make a special thank you to Mr. Vu. Và xin đặc biệt cảm ơn. Can we thank them all please? Xin mời tất cả chúng ta sẽ cảm ơn. And if it wasn't because of Dan, I wouldn't be here either. Where's Dan? There's a man called Dan. Có một người nữa, đó là anh Dan. Nếu như không có anh ta thì tôi sẽ không thể nào có mặt đây ngày hôm nay. Him and his team have been working so hard. Và anh ấy đã cùng với nhóm làm việc đã có rất nhiều nỗ lực. And I want to tell you something. Và tôi sẽ kể với các bạn một câu chuyện. This is my first time to Vietnam, but not my last. Đây là lần đầu tiên tới Việt Nam nhưng sẽ không phải là lần cuối cùng. I want to thank you so much for all your love and these books. I hope that you are going to be touched by them. Xin cảm ơn tất cả các bạn với cái tình yêu thương cũng như là những cuốn sách mà chúng ta thấy ở trên này. And I want to talk to you about different things over the next couple days. Và hy vọng những cuốn sách đó sẽ làm cho các bạn thấy cảm động và tôi sẽ kể cho các bạn những cái mẩu chuyện khác nhau trong những ngày hôm nay và những ngày tiếp theo. Has anyone seen me on YouTube? Các bạn có nhìn thấy clip của tôi trên YouTube không ạ? Yes. Có chứ ạ? It's good. Có hay good. Không ạ? I'm 30 years old. Tôi 30 tuổi. And I have no arms and no legs. Và tôi không có tay và không có chân. There is no medical reason why I was born this way. Và không có một lý do gì về mặt y khoa giải thích vì sao tôi sinh ra lại như vậy. Many people ask me, what's my definition of disabilities? Và người ta sẽ hỏi tôi là thế định nghĩa của cái sự khuyết tật là gì? You know, a lot of people look at me and say, wow, he has no arms and no legs. Rất nhiều người nhìn tôi và nói rằng là, ôi trời ơi, anh ta không có cả chân lẫn tay. He must have had a very difficult life. Chắc là cuộc sống sẽ phải chật vật lắm. But you know what? I had some key strengths and that included a family who loved me that got me through my disability. Thế nhưng tôi có một số những sức mạnh chủ yếu đã giúp tôi vượt qua trở ngại này, đó chính là gia đình tôi. I'm not a person to compare my disability to someone else's because brokenness is brokenness. Và tôi hoàn toàn không có ý định so sánh khuyết tật của người này với khuyết tật người khác, bởi vì một sự khiếm khuyết đó vẫn luôn luôn là sự khiếm khuyết. Maybe you're not in a wheelchair, but maybe you're going through something that's very difficult. Mặc dù bạn không phải ngồi trên xe lăn, nhưng đôi khi bạn sẽ phải trải qua những thời điểm thật là khó khăn. And maybe fear is holding you back in your life. Và nhiều khi chính cái nỗi sợ hãi đã níu kéo bạn, khiến cho bạn không thể nào tiến lên được. Fear of what people think of you. Đôi khi các bạn sợ hãi rằng là người ta sẽ nghĩ như thế nào về mình nhỉ? Fear of the future. Các bạn sợ hãi về tương lai. Fear of failing. Sợ thất bại. I just want you to know that I'm not a person who's disabled by fear. Và như vậy thì tôi cho rằng là nếu một người nào đó mà luôn có cái nỗi sợ hãi trong mình ý, thì chính người đó đã có sự khuyết tật rồi. And I love my life. Bản thân tôi rất yêu quý cuộc sống của mình. And I want everyone to know whether you have a disability or not, we are all of equal value. Và tôi muốn biết rằng tất cả mọi người dù khuyết tật hay không, chúng ta đều có những cái giá trị bản ngã ngang bằng như nhau. You're beautiful just the way that you are. Cái sự vẻ đẹp của bạn ấy thì chính là do cái bề ngoài vốn có của bạn. We have so many people watching on VTV.
Chúng ta có rất nhiều quý vị thính giả, khán giả đang xem truyền hình VTV ngày hôm nay. We all have different walks of life. Và như vậy chúng ta đôi khi có rất nhiều những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống. But one thing we need. Nhưng có một điều chúng ta cần phải có. Is love. Đó là tình yêu thương. Love yourself. Yêu thương chính bản thân mình. Love each other. Yêu thương mọi người. And I want you to know that your value is not determined on what you can or cannot do. Và tôi muốn các bạn biết rằng cái giá trị của các bạn ấy thì nó không được quyết định bởi những điều mà chúng ta làm được hoặc những điều mà chúng ta không thể làm được. Which tree in this world is perfect? Các bạn thử xem có cái cây nào trên trái đất này là một cái cây hoàn hảo? None. Hoàn toàn không có. What blade of grass is perfect? Vậy một cái loại cỏ nào trên trái đất là loại cỏ đẹp nhất mà tuyệt vời hoàn hảo nhất ạ? Everyone's different. Tất cả những cây và cỏ thì đều có cái sự khác biệt của chúng. Sorry. Finish, go. Go ahead. I'm going to tell you that a lot of people, they look at me at school when I was a child and they're like, oh, look at him, and I got teased. Hồi tôi học ở trường học ấy thì có rất nhiều bạn bè hay trêu chọc tôi và nhìn tôi và trêu chọc tôi. You need to know that every day is a gift. Các bạn cần biết rằng mỗi một ngày trong cuộc sống chúng ta là một món quà. And yes, of course we can always wish that we had more. Và chúng ta luôn luôn mong muốn rằng chúng ta sẽ có thêm những món quà như thế. But we must be thankful for what we have today. Nhưng chúng ta cần phải rất là biết ơn cho những cái điều mà chúng ta đã có ngày hôm nay. I can either be angry for what I don't have or be thankful for what I do have. Tôi có hai cách. Một là tôi sẽ cảm thấy lúc nào cũng tức giận về những thứ mà tôi không có, hoặc là tôi sẽ luôn cảm thấy biết ơn những cái chuyện, những cái điều mà chúng tôi đang có. You see my foot? Các bạn có thấy cái chân của tôi không ạ? I love my foot. Tôi rất yêu cái chân của tôi ạ. I have two toes. Chân của tôi có hai ngón chân thôi ạ. And I can write. Và với hai ngón chân này, tôi có thể viết. I can walk. Tôi có thể đi được. And I swim. Tôi có thể bơi được nữa. And I do quite a lot. Và có thể làm được rất nhiều việc. My parents always told me to do my best. Bố mẹ tôi thì luôn luôn khuyến khích tôi là phải cố gắng hết sức. To not focus on what I didn't have, but be thankful for what I did. Đừng có tập trung vào những thứ mình không có, mà phải luôn luôn biết ơn những thứ mình đang có. Last thing on disabilities. Và điều cuối cùng tôi muốn nói về sự khuyết tật. Many people look at the first world countries and say, wow, well, maybe Nick's having a good life because, of course, he was living in Australia. Và rất nhiều người cho rằng là ôi, Nick thì chắc chắn sống là ổn rồi bởi vì anh ta từ một nước phát triển mà, nước Úc mà. Oh, he had a lot of help from the government. Hoặc là ít nhất là sẽ có rất nhiều sự hỗ trợ từ phía chính phủ. Well, I want you to know that that's not the case. Nhưng tôi muốn bày tỏ các bạn rằng đấy không phải là trường hợp mà tôi gặp phải. The Australian government helped me to go to a normal school, yes. Và tất nhiên ở Úc ấy thì người ta giúp tôi để vào được một cái trường học thông thường, có một sự trợ giúp như vậy. And I believe it's a positive thing for people with special needs to go to a normal school. Theo tôi đấy là một cái dấu hiệu tích cực, là một điều tốt cho những người khuyết tật mà có thể vào những trường học bình thường để học. Not just for the people who are disabled, but even the students and society to know that everyone has differences. Và không chỉ là một trường học mà tất cả các sinh viên cũng như các trường đại học thì đều cần phải biết rằng mỗi người thì đều có những cái tố chất rất là khác biệt. I want you to know I have a friend. Và tôi cũng muốn chia sẻ các bạn rằng tôi có những người bạn. His name's Gary. Người bạn của tôi, anh ta tên là Gary. And he has Down syndrome. Và anh ta bị cái hội chứng Down. And one day he heard about someone's child having the same thing he had. Và một ngày thì Gary nghe được biết rằng là có một đứa trẻ cũng bị cái hội chứng Down này. They have the same disability. Và anh Gary nói rằng là ôi hay quá, như vậy là đã có một người nữa cũng có cùng một cái sự khuyết tật như tôi. They say, wasn't that sad news? He said, no, it was good news. Và người ta mới hỏi Gary rằng thế một cái tin như thế có phải là tin xấu đối với anh không? Bảo không, đấy là một tin tốt. They say, well, what's Down syndrome to you? Và họ hỏi rằng thế cái hội chứng Down này đối với anh có ý nghĩa như thế nào? And he said this, you love everyone and you never ever hurt anyone. Đó có nghĩa là khi mà bị triệu chứng Down ấy thì chúng ta sẽ yêu quý tất cả mọi người và không bao giờ làm tổn thương tới ai cả. We can all learn from each other.
Và tất nhiên chúng ta có thể yêu thương tất cả mọi người. We need each other. Và chúng ta cần có họ. And when you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. Và dù là chúng ta không thể nào có điều phép màu xảy ra với chính bản thân mình, nhưng chính chúng ta vẫn có thể là những phép màu đối với những người khác. In this life, we can easily become selfish. Trong một cái cuộc sống như thế này thì rất là dễ dàng trở thành những người ích kỷ. Oh, what you gonna give me? Hoặc là luôn luôn muốn là người ta phải tha thứ cho mình. What am I gonna have? Và cho chúng ta cái mà chúng ta chưa có. What am I gonna do? Và chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ phải làm gì đây? No. Không, không phải như vậy. The beautiful thing about my life is understanding how beautiful it is to help someone else. Cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của tôi đó là những cái sự tốt đẹp mà tôi nhận được khi tôi giúp đó. I was finishing high school and going to university. Khi tôi học xong trường trung học và bắt đầu thi lên đại học. The government couldn't supply me someone to help me to go to university. Thì chính phủ không có một cái người nào mà hỗ trợ tôi để tôi đi học cao lên trên đại học được cả. My parents had jobs. Lúc đó thì bố mẹ tôi cũng có công ăn việc me and take me and take care of me when I went to university. Nhưng khi mà tôi đi học đại học ấy thì tôi cần có một người nào đó để hỗ trợ tôi trong việc ăn học. Well, guess what happened? Các bạn thử đoán xem điều gì xảy ra. A non-profit organization was started by Australians. Những người Úc đã mở một tổ chức phi lợi nhuận. It was a fund. Đó là một cái quỹ. People put money together to help people like me go to university. Tại quỹ này thì người ta góp vốn để hỗ trợ những người như tôi có thể học đại học. They didn't wait for the rich people to make a difference. Và họ không chờ đợi những người giàu có tạo ra sự khác biệt. They didn't wait for the government to make a difference. Họ không đợi chính phủ tạo ra điều khác biệt cho họ. Every day Australians helped Australians. Hàng ngày thì những người Úc phải tự giúp những người Úc. And I want the power of Vietnamese people helping Vietnamese people be ignited. Và tôi muốn những người Việt Nam sẽ hỗ trợ và giúp đỡ những người Việt Nam và điều đó sẽ tạo ra được sức mạnh và sự đoàn kết. We can all do our part. Chúng ta đều có thể làm những việc theo cách của mình. And the greatest assets that I've had in my life apart from my family are true friends. Và cái điều quý báu nhất sau qua gia đình đối với cuộc sống của tôi đó là những người bạn thực sự. When you don't get a true friend, you can still be a friend to someone else. Dù là chúng ta không có những người bạn thực sự thì chúng ta vẫn có thể trở thành một người bạn thực sự của ai đó. 7 years ago, I met a little boy just like me. Cách đây 7 năm thì tôi có gặp một cậu bé với hoàn cảnh giống y hệt như tôi. It was at a speaking engagement. Và lúc đó thì đang gặp phải những cái khó khăn trong cuộc sống. It was at a presentation. Và lúc đó thì tôi gặp anh ta khi mà tôi có một cái bài diễn thuyết như là ngày hôm nay. And we got the father to bring up his child up on stage. Và chúng tôi đã phải đặt cái cậu bé đó thử lên trên sân khấu như thế này. He was less than 2 years old. Và lúc đó thì cậu bé chỉ chưa được đầy 2 tuổi. And I got him up here and I looked at him and he was so beautiful. Và khi người ta đặt cậu bé lên trên bàn như thế này, tôi nhìn cậu bé đấy và tôi thấy cậu bé thật là tuyệt vời. He was looking up at me. Cậu bé này cũng ngước lên nhìn tôi. And I was looking down at him. Và tôi thì cúi xuống nhìn cậu bé. And he was smiling. Cậu ấy cười. And everyone was crying. Trong khi tất cả những người khác đều khóc. Why? Lý do vì sao vậy? Because it was a miracle. Bởi vì đó là một phép màu. You know, there were times in my life where I wish things were different in my body. Các bạn biết đấy, trong cuộc sống của tôi ấy, thì luôn luôn có những cái lúc mà tôi ước rằng sẽ có một điều gì đó khác biệt xảy ra đối với cơ thể của tôi. And when I was a child at school, I only wished to have met at least one person like me. If I knew just one person like me, then I would know that I'm not alone. Hồi tôi học ở trường ấy thì tôi luôn luôn ước muốn là được gặp một bạn nào đó có hoàn cảnh y hệt như thôi để tôi an ủi mình rằng tôi không phải là người đơn độc. That would have been a miracle. Và điều đó ấy thì đối với tôi đã là một phép màu rồi. Well, I can either be sad that I didn't get that miracle or realize I can be that miracle now for this little boy. Và lúc đó có thể là tôi sẽ phải cách lựa chọn thứ nhất là tôi sẽ buồn phiền vì không có một cái phép màu như vậy xảy ra.
hoặc là bây giờ tôi đã có được cái sự rất là khác biệt như này, thì đấy là hai lựa chọn. His mother hugged me. Người mẹ cậu bé đó thì tiến tới và ôm tôi. And she was crying and crying. Người mẹ cứ khóc khóc mãi. She said, "Now I know there's a greater purpose for my son's life." Và người mẹ nói rằng là bây giờ thì tôi đã có một điểm tựa để căn cứ vào đó phát triển cái cuộc sống của đứa con của tôi. Sorry. And I told her that when he's 6 years old, I'll go to his school. Và tôi nói với người mẹ rằng khi nào mà con bà được 6 tuổi thì tôi sẽ đích thân tới trường học của cậu ấy. She said school. Và người mẹ mới ngạc nhiên hỏi rằng là trường học á? I said yeah. Tôi trả lời là đúng vậy. She said, but the doctor said he's not going to go to school. Và người mẹ nói rằng là làm sao mà cậu bé có thể đi tới trường học được? I said, no, just show your doctors my YouTube videos. Và tôi mới bảo rằng là hãy đưa cái đoạn phim YouTube của tôi cho bác sĩ của con bà, cho bác sĩ xem. YouTube. Very powerful. Và đây là một cái công cụ rất là mạnh. He went to school. Cuối cùng thì cậu bé đã được đi học. And he turned 6 years old last year. Và năm ngoái là cậu bé được 6 tuổi rồi ạ. And he was getting teased at school. He was getting teased. Và cậu bé thì cũng bị trêu chọc ở trường. People were making fun of him. Và mọi người thì cười cợt cậu ấy. So I went to the school. Và tôi tới trường cậu ấy. And now he's the coolest kid in và the school. Từ hôm đó trở đi thì cậu bé đã trở thành một cái biểu tượng của trường học và mọi người đều thấy rất là thú vị. So I want you to know that we can all be a miracle for someone. Và vì thế tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng mỗi một chúng ta ngồi đây đều có thể trở thành một phép màu đối với bất kỳ người nào khác. I want you to know that in the 3 books that I have. Trong 3 cuốn sách mà tôi đã viết. I'm going to share with you what they are. Tôi muốn chia sẻ với các bạn những cuốn sách này nói về điều gì. The first book is called Life Without Limits. Cuốn sách đầu tiên, Cuộc Sống Không Giới Hạn. And that book is about basically my biography, about my childhood and the times of my teenage pain. Cuốn sách này thì chủ yếu là một cái sự tự thuật của tôi về những cái năm mà tôi còn bé và học ở nhà trường. I talk about bullying and how that's wrong and how we need to respect everyone. Trong cuốn sách này thì tôi viết về cái tệ bắt nạt bạn ở trường. Và tôi có những cái thông điệp rằng lý do vì sao mà chúng ta cần phải tôn trọng tất cả mọi người. Then in Unstoppable. Và tiếp theo của cuốn sách Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Hy Vọng. I talk about the coolest things. I talk about very cool things. Và trong cuốn sách này thì có rất nhiều điều rất hay. This one's a good one. Và đấy rõ ràng là điều tốt. I talk about how I meet my wife. Ví dụ như tôi kể về cái câu chuyện khi mà tôi gặp người vợ của tôi ấy, thì cái chuyện tình đó xảy ra như thế nào. And how we fell in love. Chúng tôi cảm nhau ra sao. And also, the reason why I called it unstoppable was not to say that I am bulletproof, but to know that when you have a positive attitude and faith, you can get through anything. Và trong cuốn sách Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Khát Vọng này ấy, thì thông điệp của tôi là khi mà chúng ta có một cái thái độ tích cực và có niềm tin thì không có một điều gì có thể ngăn cản được chúng ta. And so I talk about the difficulty I just went through about 3 years ago. Và trong cuốn sách ấy, thì tôi kể về những cái chuyện khó khăn mà tôi gặp phải 3 năm gần đây. You see my foot? Các bạn có nhìn thấy cái bàn chân tôi không? I have ups and downs, ups and downs. Các bạn thấy đấy, bàn chân ấy cũng bị uốn lên vặn xuống như thế này. And I want to encourage the parents to people who maybe have the teenager who feels so sad. Và có rất nhiều những bậc phụ huynh có thể là cảm thấy rất là buồn khi con mình ở cái độ tuổi thiếu niên. Oh, poor me. They're complaining. Nói rằng là lúc nào cũng có cái sự phàn nàn giữa các bậc phụ huynh và trẻ em không hiểu nhau. This is a good book to get your teenagers. Thì đây là cuốn sách rất là hay mà các bạn có thể tặng cho những cái đứa con của mình mà đang ở độ tuổi teen, độ tuổi thiếu nhi. And the third book. Và cuốn sách thứ ba của tôi. It's called Limitless. Đó là sống cho điều có ý nghĩa hơn. How do you say that? Sống cho điên. Sống cho điều ý nghĩa hơn. Sống cho điên. Ý nghĩa hơn. Ý nghĩa hơn. How do you say I love you? Tôi yêu các bạn. Hả? Huh? Tôi yêu các bạn. Tôi yêu các bạn.
So I'm excited about this book as well because not everyone has time to read a full book. Tôi rất là phấn khích với cuốn sách này bởi vì là nhiều người thì cũng không có đủ thời gian để đọc toàn bộ cuốn sách. There are times that you read books and you say, "Wow, that was a good book, but how can I put it in practical example in my life?" Và rất nhiều người khi đọc một cuốn sách ấy thì họ đọc xong bảo, "Ôi, cuốn sách này hay quá." Thế nhưng vấn đề ở chỗ làm thế nào để áp dụng những cái điều mà chúng ta đọc trong sách ấy vào trong cuộc sống. So this book is a good book if you're looking for a practical thing that you can pick up for 10 minutes, be inspired and then put it back down. Và trong cuốn sách này thì còn rất nhiều điều hay các bạn có thể đọc và có thể áp dụng nó 10 phút sau khi đọc xong. The letters that I'm receiving all around the world are just so encouraging. Tất cả những bức thư mà tôi nhận được từ khắp nơi thế giới thì có giá trị khuyến khích rất nhiều. People they ask me, how did you get through your depression? Vượt qua được cái nỗi thất vọng chán chường. Was it just a positive attitude? Phải chăng chỉ kỳ vọng vào một cái thái độ tích cực là đủ? No, it was together with love. Không, cần phải có thêm cái tình yêu thương nữa. And faith. Và niềm tin. People look at me and say, "Wow, Nick, you're so strong." Mọi người nhìn tôi và có thể nói rằng, Nick, sao bạn có thể mạnh mẽ như vậy? Love me along the way. Tôi có rất nhiều người đã dành tình yêu thương cho tôi trong suốt những năm tôi sống. And I really respect Mr. Vu. Và tôi rất là kính trọng ông Vũ. I know he's a devout Buddhist. Và tôi cũng biết ông ấy theo đạo Phật. And he knows that I'm a devout Christian. Và tôi là người theo đạo Kitô. But there is one thing we definitely have in common. Nhưng có một điều mà chúng ta đều chia sẻ. We want people's lives to be embedded. We want people's lives to be better. Chúng ta đều muốn mọi người sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. I love everyone. Tôi yêu tất cả các bạn. And so I am so excited. Tôi rất lấy làm phấn khích to tell you that I am dreaming big. Khi nói các bạn rằng tôi luôn luôn có giấc mơ rất lớn. What you see with me is what you get. I'm real. Tất cả những điều mà các bạn nhìn thấy, cảm nhận được tôi từ đầu đến giờ ấy, đó là những cái sự thực mà tôi đang có. If I'm telling you to dream big, it's because I'm dreaming big. Và nếu như tất cả tôi muốn nói các bạn rằng các bạn hãy có giấc mơ lớn là vì tôi cũng đang có giấc mơ như vậy. I do some crazy things sometimes. Đôi khi thì tôi cũng làm nhiều điều ngớ ngẩn. Can I tell you a couple funny stories? Tôi có thể kể một số câu chuyện vui được không ạ? Yeah. Được không ạ? So because I've traveled 46 countries. Tôi đã đi 46 quốc gia. Actually Vietnam is 47. Cộng Việt Nam nữa là 47. Nhiều đúng không ạ? I actually have met 8 presidents. Tôi đã được gặp 8 vị tổng thống. My largest crowd was 110,000 people. 110,000 people. Và gặp 110,000 người. Sorry, statistic. Got it. 110,000. 11 là 4 số 0 ạ. Very big. Rất là lớn, con số rất lớn. But I've seen so many people. Và tôi cũng đã gặp rất nhiều người. And flown so many planes, aeroplanes. Và cũng đã đi trên rất nhiều chiếc máy bay. You know when you're on a plane for so long and you can't feel your legs? I know how that feels. Các bạn có cái cảm giác là khi mà đi máy bay ấy, thì chỗ ngồi rất là chật và mình không có chỗ để chân ấy. Nhưng mà tôi thì lại thấy thoải mái. And when you're bored on a plane and you have nothing to do. Và khi mà các bạn lên ngồi trên máy bay mà các bạn chẳng có việc gì để làm cả ấy, you get some ideas. Thì đôi khi các bạn nảy ra một số ý tưởng. So you know where you put your bag up? Ví dụ như khi mà chúng ta có thể đưa cái vai mình lên in the overhead compartment. Hoặc là tôi muốn người ta đặt tôi lên trên cái khoang để hành lý của máy bay. I got my friends to put me up there. Và tôi nhờ bạn tôi bế tôi lên, đặt tôi lên trên cái khoang để hành lý của máy bay. And as people were walking on the plane, và khi mà hành khách đi lên trên máy bay ấy, đi lại trên đó, I stick my head out and go boo. Tôi thò đầu ra và dọa họ. Wow. It was very funny. Rất là vui đúng không ạ? How do you say funny? Rất là vui đúng không ạ? Rất vui. What? Rất vui. Rất vui. Buồn cười. Rất buồn cười. What? It's funny. Buồn yeah. Cười. What? Buồn cười. Buồn cười. That's so hard. Buồn cười.
Mate, that's a hard language. Học tiếng Việt thật khó đấy ạ. Oh my goodness, how do you say I love you? Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Right? I love you. Anyway, another time on a plane, I wanted to trick some people. Tôi cũng nhớ lên một cái câu chuyện mà tôi thấy rất là thích. Đó là tôi muốn trêu chọc người ta khi mà họ đi máy bay. If you don't believe me, it's on YouTube. Nếu như các bạn không tin tôi thì các bạn có thể xem cái đoạn clip này trên YouTube. One morning, I dressed up as the pilot. Một buổi sáng ấy thì tôi mới đóng cái bộ đồ phi công. Seriously. Thật đấy ạ, mặc bộ đồ phi công vào. It was very funny. Trông rất là buồn cười. People were coming to the plane. Và bắt đầu mới đi lên trên máy bay. And then they saw me. Và mọi người mới nhìn thấy tôi. And I say good morning. Và tôi bảo xin chào. And I have my hat on. Và tôi cũng đội mũ vào. My jacket. Và tôi mặc cả chiếc áo jacket vào, áo suit của phi công vào. I look like a pilot. Và trông quả thực giống là phi công, cơ trưởng. And I said I'm so excited that you're joining us. We're trying some new technology. Và tôi nói rằng là tôi rất vui khi được đón chào hành khách đến đây vì tôi đang thử nghiệm một công nghệ mới. I said I'm gonna be flying the plane. Tôi sẽ là người lái máy bay. They say no. Họ bảo là không. I said uh-huh. Tôi cũng trả lời là có thể chứ. And they all got on the plane. Và tất cả hành khách đều lên trên máy bay. And people were thinking, man, should I wait for the next plane? Và mọi người đều đợi xem là tôi có lái được máy bay thật không. Some kids were like, what? Những đứa trẻ thì trợn tròn mắt lên. They say, what happened to you? Họ bảo là điều gì xảy ra với anh vậy? And I say, cigarettes. Tôi mới bảo rằng cho xin điếu thuốc. And so I tricked all these people. Tóm lại là tôi cũng cố tạo ra câu chuyện đùa để trêu những người trên máy bay. And I got them all on the plane and I got the microphone. Và lúc đó thì khi tất cả mọi người trên máy bay và cũng cầm mic, đeo cái mic vào. And I say, good morning, ladies and gentlemen. The flight is ready to go to California. And everybody's like, Tôi đưa mic vào và nói rằng là xin chào tất cả hành khách. Máy bay chúng ta chuẩn bị cất cánh đi California. Và tất cả mọi người đều cười ồ lên. The funniest story of all, the last funniest story. Tôi xin kể một câu chuyện cười cuối cùng. Is I was one day in a car. Có một ngày ấy, thì tôi đang ở trong chiếc xe hơi. And when you see me from the outside of the car, you don't see my whole body. Khi mà các bạn ở bên ngoài xe hơi mà nhìn qua cửa kính vào tôi thì các bạn sẽ không thấy toàn bộ cơ thể người tôi được không ạ? All you see is my head. Và tất cả những thứ các bạn nhìn thấy thì chỉ là cái đầu tôi thôi, nhìn qua cửa kính của xe hơi. So just imagine all you see is các bạn tưởng tượng đây là cánh cửa của xe hơi và chúng ta nhìn vào thì chỉ nhìn thấy người Nick có cái đầu của Nick thế này thôi. Very good. So this girl from another car was looking at me. Và khi mà tôi dừng xe lại thì có một cô gái lái một chiếc xe song song với tôi. Cô ấy ngước lên nhìn tôi. So I was looking at her. Và tôi cũng quay sang nhìn lại cô ta. She was looking at me. Cô ấy cũng quay sang nhìn lại. And I was looking at her. Và tôi cũng lại quay sang nhìn cô ta. This was before I was married. Và đấy là trước khi tôi lấy vợ đấy nhá. I'm not looking anymore. Bây giờ tôi không nhìn ngang nhìn ngược như thế nữa đâu ạ. So she was looking at me. Khi cô ta nhìn tôi như vậy. And all she saw was my head. Và tất cả những cái thứ mà cô nhìn thấy trong xe chỉ là cái đầu của tôi thôi. So I just did this. Và tôi mới bắt đầu như thế này. And she thought my head did a 360 degree spin. Her face was like. Khi cô ta thấy người tôi có thể quay được 360 độ như vậy thì lúc đó mặt cô hoàn toàn là sửng sốt. It was very funny. Rất là buồn cười phải không ạ? Anyway, I don't have a lot of time tonight to speak. Ngày hôm nay thì buổi tối hôm nay tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với các bạn. I want to conclude with this. Tôi xin phép được kết thúc bằng một câu như thế này. We are going throughout the south of Vietnam and the north of Vietnam. Trong chuyến đi của tôi thì tôi sẽ tới thăm miền Nam và miền Bắc của Việt Nam. We're talking to business leaders. Chúng tôi sẽ có các buổi nói chuyện với doanh nhân. About being people of character and integrity. Làm thế nào để sống có tính cách và sống giữ được sự liêm chính. And I'm talking to people in education. Và tôi sẽ nói chuyện với những người làm trong ngành giáo dục. People with disabilities. Những người khuyết tật.
And many young people. Và rất nhiều bạn thanh niên. I want to inspire everyone. Tôi muốn có một cái sự khuyến khích gửi Now, tới tất cả các bạn. Am I the most inspiring person in the world? No. Phải chăng tôi là người có thể tạo được cái sự phấn khích một cách hiệu quả nhất trên thế giới? Không phải như vậy. Am I the strongest person in the world? No. Phải chăng tôi là người mạnh mẽ nhất trên thế giới? Không phải vậy. But I know one thing. Nhưng tôi biết một điều. That no matter what you have. Đó là dù chúng ta có gì chăng nữa. You are here for a reason. Các bạn tồn tại ở đây có lý do nào đó. We are here to live in true love. Đó là chúng ta muốn sống được trong tình yêu thương. True faith. Trong niềm tin. And true aspiration. Và trong những cái nỗ lực và mong muốn. To be inspired to dream. Để có được cái sự biến đích niềm tin. To never give up. Và không bao giờ từ bỏ đầu hàng. I want to tell you right now. Tôi xin kể các bạn ngay bây giờ. When I was 10 years old, I nearly gave up. Hồi tôi 10 tuổi thì đã có lúc mà tôi hầu như muốn buông xuôi. I never thought I'd get a job. Tôi muốn đầu hàng, tôi cho rằng là chắc về sau mình chẳng bao giờ có được làm. I never thought I'd get married. Và tôi không bao giờ cho rằng sẽ cái lúc mà mình lấy vợ, lập gia đình. Not only am I married, but now we have a baby boy. Nhưng bây giờ không chỉ là tôi đã lấy vợ, lập gia đình và thậm chí còn có một người con trai nữa. You don't know what can come from your broken pieces until you give your broken pieces a chance. Chúng ta sẽ không biết được những cái sự tan vỡ nó sẽ xảy ra như thế nào nếu như chúng ta không trao cho những cái sự tan vỡ, những cái khiếm khuyết đó một cơ hội. So never ever give up. Tóm lại, đừng bao giờ đầu hàng. I love you so much. Xin cảm ơn rất nhiều. Thank you so much for having me tonight. Bạn. Xin cảm ơn. Thank you. Xin cảm ơn. Thank you so much, Nick. Chúng tôi rất cảm ơn Nick Vujicic về câu nói chuyện. Tôi nghĩ rằng chúng ta thường nói về Nick rằng ôi anh ta giỏi quá, anh ta đem lại nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người. Và Nick đã xuất hiện ở đây, chúng ta đã có một buổi tối thật là vui vẻ. Và tôi tin rằng những bài học cuộc sống đã được Nick truyền đến cho chúng ta không phải bởi những điều rất là lý thuyết, rất là xa xôi, mà chính bằng sự giản dị, sự lạc quan, sự yêu cuộc sống mà anh mang lại từ mỗi câu chuyện rất là vui vừa rồi. Chúng ta một lần nữa cảm ơn Nick Vujicic. Thank you so much. Thank you. Yeah, I love your stories. Thank you. Và chúng tôi còn có một điều đặc biệt dành cho anh. Trong số rất nhiều người đã từng đọc về anh và sống, cuộc sống của họ đã có những thay đổi sau khi nghe câu chuyện về anh, thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị khán giả ở Việt Nam và đặc biệt là Nick Vujicic, một nữ nghệ sĩ piano rất là tài năng. Cô theo học tại London, học đàn piano và đã có một thời gian dài có lẽ là phải từ bỏ cái môn học đó vì bệnh khớp. Nhưng sau khi xem video và những câu chuyện về Nick trên Internet, cô đã quyết định luyện tập quay trở lại với cây đàn và cô đã thành công. Chúng ta hãy cùng chào đón một cuộc gặp gỡ lần đầu tiên, chắc chắn rồi, lần đầu tiên và duy nhất trong buổi tối ngày hôm nay giữa nghệ sĩ piano Trang Trịnh và Nick Vujicic. Xin mời Trang Trịnh. Vâng, chúng ta có thể thấy một cô gái rất là xinh đẹp. So nice to meet you. Rất vui Thank được gặp you. Bạn. Thank you. Xin cảm ơn. Hi Nick, I've seen you on YouTube so many times, so it's hard to know that you are Please brilliant. Speak in Vietnamese so everyone can oh, answer. Okay. Yeah, understand? And then he'll translate. Okay. Just do it in my ear. Yep, go. Okay. Trang đã nhìn thấy Nick rất là nhiều lần trên YouTube, nên là rất là cảm thấy lạ. Không biết là Nick có thật hay không. Can I touch you? See if you're yeah, real? Yeah, I'm real. He's real. Anh ấy thật. Oh, I'm so glad. Tôi rất là mừng là tôi được gặp anh ở đây. Và thật ra thì cách đây mấy vài năm thì tôi đã bị chấn thương vai. Nhưng mà nhờ câu chuyện của anh ấy, thì tôi đã có thể vượt qua được. Tôi đã trở thành một nghệ sĩ dương cầm như ước mơ của mình. Nên là tôi cũng rất thích bài hát của anh là Something More. Và tôi rất muốn là hôm nay có thể chơi tặng anh bản nhạc Something More đó. Wow. Thank you so much. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Trang Trịnh.
Và chúng ta sẽ cùng nghe tiếng đàn mà trong những tuần gần đây thì Trang đã chuyển soạn bài hát Something More thành một bản piano rất là nhẹ nhàng để tặng cho Nick và tặng cho tất cả những người yêu mến anh. Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe tiếng đàn của Trang. If you haven't seen yet Something More music video, it's also on YouTube. Can you... Và ngoài ra tôi cũng có một số cái đoạn phim liên quan đến nhạc ấy, của tôi ở trên YouTube. It was a song that my friend did. Đó là bài hát mà người bạn của tôi viết. And I asked him for permission to sing it. Và tôi cũng đã yêu cầu anh ta hát bài này. And I just hope that you love this song too. Và tôi thấy rất hy vọng rằng các bạn cũng yêu thích bài hát đó. Thank you so much. Xin cảm What ơn. An honor. Đó là bài Something More. Xin mời. Thank you.